màu vàng rồi. Chắc đi nắng nhiều quá chị. Đi nắng nhiều hay là nhuộm? Thôi em cứ hay hỏi. Đi nắng nhiều. Chứ tôi hồi đó tóc em có dài không? Ấn tượng cái đầu tiên là nước da. Da rất là đen. Chưa từng thấy ai mà đen vậy luôn á. Bây giờ vẫn đen. Dạ, giờ vẫn đen nhưng mà trắng hơn hồi đó. Giờ đen làm trắng rồi đó. Cái lúc mà em nhắn cái tin đó xong không thấy bà sẽ em trả lời. Thì một tay em cầm điện thoại nhưng mà cái tay kia thì em cứ dài. Bây giờ đang cái bàn đi thì em vừa nhắn tin xong. Cái tay em nó cứ chạy dài thì không dạo, em... Không anh, lúc đó là đang cắm cúi đọc tin nhắn mình lợi dụng. Lợi dụng á. Sưng là sưng mù để mình quăng lựu đạn á. Thì đó, vừa tới thì mình mới nắm cái tay dài. Đâu đi. Hết hồn chứ anh. Tại khi không đang ngồi nhắn tin mà có cái bàn tay lại nắm tay mình hết hồn. Không, tại vì mình cũng có tất cả rồi, thành ra mình cứ để yên dặn nắng. Dạ, em tên là Thái Cẩm Xoan, em năm nay 30 tuổi. Em thì sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Em đang làm nhân viên kinh doanh cho một cái công ty hợp giữa ẩm. Còn em? Em tên là Nguyễn Thị Kim Nguyên, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em làm giáo viên mầm non. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Ngày đó em là nhân viên thực tập ngày đầu tiên và nhận việc tại một công ty du lịch. Anh ấy được phân công hướng dẫn em thực tập. Vậy thì điều gì mà làm cho bạn ấn tượng? Lần đầu tiên mà em tiếp xúc thì trong một cái nhóm thực tập có khoảng 3 đến 4 người nữ. Nhưng mà em ấn tượng bà xã em lúc đó nhất là do cái thân hình nhỏ nhắn, với là nói chuyện rất là hoạt bát, năng động. Với là cái mái tóc của bà xã em lúc đó thì dài, cũng ngang ngang lên, nhưng mà rất là đen. Sao bây giờ em lại cho tóc thành màu vàng rồi? Chắc đi nắng nhiều quá chị. Ủa? Đi nắng nhiều hay là nhuộm? Thôi em cứ hay hỏi. Đi nắng nhuộm. Chứ thôi hồi đó tóc em có dài không? Trong cái quá trình mà một thầy một trò như vậy đó thì sau bao lâu thì thầy trò nảy sinh tình cảm? Trong cái quá trình mà bắt đầu dẫn đi tiếp xúc khách hàng, mình muốn thử khả năng của vợ mình lúc đó là cái khả năng thuyết phục khách hàng. Có một cái khách họ rất là khó, nhưng mà khi mà bà xã lúc đó vô mà thuyết phục khách hàng á thì người khách hàng đó đã đồng ý và ký hợp đồng với bên công ty em. Thì em mới nghĩ trong đầu với một người con gái mà chưa bước chân ra trường mà lần đầu tiên vô công ty làm mà ký được hợp đồng á, thì em cảm thấy rất là nể. Đó là cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em. Còn em ấn tượng như thế nào về chồng em? Ấn tượng cái đầu tiên là nước da. Da rất là đen, chưa từng thấy ai mà đen vậy luôn á. Bây giờ vẫn đen. Dạ, giờ vẫn đen nhưng mà trắng hơn hồi đó. Trời ơi, vậy đó. Giờ đen làm trắng rồi đó. Tướng tá thì cũng cao ráo. Và đặc biệt là em có một chút xíu để ý là khi ảnh mặc quần tây đóng thùng á chị, nhìn cái tướng rất là chuẩn. Wow. Vậy là hai người đã có ấn tượng với nhau. Dạ đúng rồi. Dạ. Ai là người tỏ tình trước? Cái ngày đó ngày 19 tháng 9 chiều hôm đó thì tụi em được nghỉ làm, em mới hẹn đi uống cà phê ở trên đường Lê Văn Sĩ á. Thì lúc đầu cũng ngồi nói chuyện bâng quơ được 2-3 câu à. Sau đó thì mọi người nếu mà người ta tỏ tình thì người ta sẽ nói trực tiếp. Đó, nhưng đâu, mà... có nói không? Dạ không, em thì không, em không bình có nói. Bình tĩnh nghe kệ. Nôn quá, nôn quá. Lúc đó là mình ngồi á, là mình vừa lấy điện thoại nhắn tin. Mình thấy cô ấy cứ ngồi cứ tủm tỉm cười. Mình cũng được mở cỡ trong bụng rồi. Tin đó sao em nhớ mẹ? Tự nhiên em thấy ảnh cứ cúi xuống, ảnh cứ nhắn tin. Em nói không biết là ảnh nhắn tin nhai đi với mình mà sao nhắn tin nhai vậy. Cái xong lát hồi em mới thấy điện thoại mới tin nhắn. Thì mở ra thì mới thấy được là cái tin nhắn ảnh nhắn cho anh là em có đồng ý là bạn gái của anh không. Thì em sao? Thì lúc đó em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà em cũng phải nhắn lại một câu là tại sao anh lại thích em. Dạ, mình phải biết cái lý do tại sao thì mình mới dám nhận lời. Câu trả lời em mới nhắn tin á thì em nói chứ do anh nhìn thấy em á, anh nhắn hoạt bát dễ thương, với là năng động, nói chuyện rất là năng động. Thì cũng đâu có dám vào mặt đâu chị, cũng cúi xuống lâu lâu lười lên cái thôi. Rồi mình cũng phải có một cái báo hiệu gì chứ. Dạ, cái lúc mà em nhắn cái tin đó xong không thấy bà sẽ em trả lời. Sao nữa? Thì một tay em cầm điện thoại nhưng mà cái tay kia thì em cứ dài. Bây giờ đang cái bàn đi thì em vừa nhắn tin xong. Đâu, nhắn sao đâu? Cái tay em nó cứ chạy dài thì... Ủa dạ không? Dạ không? Không anh, lúc đó là đang cắm cúi đọc tin nhắn mình lợi dụng. Lợi dụng á? Sưng là sưng mù để mình quăng lựu đạn á. Thì đó, vừa tới thì mình mới nắm cái tay dài. Đồ đi. Hết hồn chứ anh. Tại nhiên khi không đang ngồi nhắn tin mà có cái bàn tay lại nắm tay mình nó hết hồn. Dạ không. Tại vì mình cũng có tất cả rồi, thành ra mình cứ để yên cho anh nắm. Rồi thế là hai đứa quen nhau. Trời ơi, cặp này lãng mạn quá ha. Đi uống cà phê với nhau, tốn tiền nhắn tin vậy đó hả? Dạ. Cũng may cái lúc đó là cái tay để đây. Chứ cái lúc đó mà gặp cái cô nhân viên phục vụ ra mà để cái ly nước xong rồi cái đụng cô phục vụ không biết sao. Đúng rồi, tại vì đâu có chuyện giòm đâu phải không? Em cứ về đâu có chị cũng phải liếc liếc luôn mình giòm cái mẹ bên kia sao chứ. Dễ thương thiệt. Rồi hai người hẹn hò với nhau như thế nào? Trong thời gian tụi em quen nhau thì có một câu chuyện em rất là ấn tượng. Là vào một buổi chiều đó, khi mà sau khi tụi em đi làm về đó thì có đói bụng, thì ảnh mới chở em đi ăn hủ tiếu gõ gần công ty á. Sau khi ảnh chở em tới nơi thì em leo xuống xe, em bước vào chỗ ngồi trước. Sau đó ảnh đẩy xe vô, ảnh leo xuống. Thì tự nhiên em nghe một cái rẹt. Thôi sao? Dạ, thì em mới hỏi ảnh là có chuyện gì vậy anh? Ảnh mới nói là chết rồi em, gần anh bị rách rồi, giờ sao? Trời ơi Thuận, em cứ làm chuyện đi mệt hoài Thuận. Người ta gặp sự cố nguy hiểm gì mà em... Hết hồn, hết hồn, hết điếc.
Mà rách cũng ác lắm chị, rách từ sau ra trước. Trời ơi, từ sau này. Ở dưới là nó không còn cái gì nữa, không còn sợi chỉ nữa, nó rách hết luôn. Thế sao còn bây giờ vô trong nó ngồi dạ. Sao? Lúc đó mặc áo sơ mi thì dạng body thì nó cũng ngắn, em mới kéo ra. Kéo ra cái mình mới tấm xuống kìa. Không không, mình cũng thẳng rồi anh, nếu vậy mình người ta để ý rồi. Đó, cũng hơi hơi tấm thôi nhưng mà chân thì mình khép. Đi ra đi gì ha? Dạ đúng rồi, đúng. Đi vậy nhưng mà lúc ngồi xuống á, lúc ngồi xuống là không có được ngồi vậy đâu anh. Ngồi cái cháu không ngồi rồi. Đây nè. Ngồi vậy. Đi vô quán mà ngồi vậy nè. Chết bây giờ sao mà banh ra được. Phải không? Đúng rồi. Ngồi trong đó quán đó người ta nhìn mình, người ta nghĩ mình giới tính thì sao. Thì lúc đó là mình chỉ biết là cắm cúi thôi anh, chứ bây giờ là mình chỉ ngồi là chỉ có vậy thôi. Thôi ngồi vậy. Dạ ngồi vậy thôi, bởi vì cái ghế đó thì nó có thấp quá một chút vậy thôi. Đó là mình phải ngồi vậy. Trời ơi chị, tưởng tượng người đàn ông cao lớn như vậy nó mà ngồi mà cứ như vậy. Mọi người trong quán không biết chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà nhìn cái điệu bộ vậy thì chắc em nghĩ là mọi người sẽ nghĩ là ảnh giống như là anh chàng ẻo lả đang ngoài. Chính xác. Nếu là chị cũng tưởng là hai bà bạn đi ăn một tiếng. Tại lúc đó ảnh chưa có lấy vợ, tướng anh cũng ốm lắm chị. Trời ơi khổ thân ghê. Rồi sao lúc đó là cũng còn ngồi ăn hủ tiếu được hay gì? Dạ bởi vì lúc đó là bà xã vô kêu trước rồi, nên là mình vô là mình chỉ có đu thôi. Em chỉ đoán có chắc khoảng chưa tới 1 phút là xong rồi. Trời gì? Trời lúc đó là một giờ mà ăn lúc đó là chị có ăn đại không đến rồi chị, không cần biết ăn tô nó hết hay không để đứng dậy đi rồi. Dễ thương ha, tụi em có những cái kỷ niệm hay thiệt á. Rồi khi mà lấy nhau rồi đó, còn những cái buổi lãng mạn và những cái sự cố như vậy nữa hay không? Dạ, lấy nhau rồi thì chuyện vui nó cũng rất là nhiều, nhưng mà ấn tượng nhất chỉ có một lần mà tới giờ bà xã cũng còn nhắc với em. Cách đây cũng mấy năm thì bà xã em lúc đó đi làm theo ca thì chợt về cũng rất là mệt, giống như bị stress ở trong đầu á. Về nhà thì hay cấu gắt, thì mình cũng cấu gắt gây gỗ với nhau, mình cũng bực bội lên nên là mình mới nói chứ nếu mà còn gây nữa thì thôi tôi đi, tôi lấy cái giỏ sách tôi bỏ đồ vô tôi đi. Đây đây ở nhà mình muốn làm gì làm. Xuống cũng mở tủ lấy ba lô bỏ đồ đồ vô đi. Mà lúc đó thì cũng 12 giờ đêm rồi. Đi ra gọi điện cho bạn à, bạn nó nói với tí nữa tao chạy lên tao đón mày. Mà không biết làm sao nó nghĩ lại, chắc nó nói là khuya có đồ này chắc nó giỡn hay sao. Thì ra đứng ở ngoài đường, cuối cùng mình đứng nửa tiếng rồi đó, có một mình ở đó. Cứ đi tới đi luôn ở ngoài đường. Đi ra ngoài rồi đó nhưng mà không có ai hốt đi cho nên bèn cứ trụ lại đó, phải không? Rồi em có đi ra mở cửa cho ông xã vô. Sau khi cây lộn thì ảnh cũng có điện cho bạn. Thì em cứ nghĩ là ảnh giỡn thôi, tại vì hỏi chị trước 12 giờ đêm thì người ta đang ngủ. Thì nếu mà có điện thì một hồi lâu người ta mới bắt máy. Còn đằng này là vừa điện cái trang cái là bạn bắt máy, cái nói là mày tới chở tao liền. Em nghĩ là giỡn thôi, em cũng cứ cho đi. Rồi em thấy đứng ở ngoài cả nửa tiếng hơn, cứ đi qua đi lại tới đi luôn mà không ai tới rước hết. Thành ra em cũng lo. Nói nghe nè, bảo thiếu tế nhị xíu nghe. Cái bữa đó gây nhau là do ghen nhau hay là do cái lý do gì mà dữ dội vậy? Dạ không, cái đó là do áp lực công việc của hai đứa thôi chị. Vậy đó hả? Vậy đó mà gọi là bứt áo ra đi vậy đó hả em? Bây giờ anh hỏi thật nha, cái điều mà em cảm thấy chưa hài lòng với ông xã của mình đó là gì? Nóng tính anh, với lại có một việc nữa là nói không bao giờ làm liền. Toàn là hẹn không à. Ví dụ như có những chuyện là 10 giờ đêm rồi xe thì vẫn để ở ngoài. Em mới kêu ảnh là thôi con dắt xe vô đi chứ em muốn sợ là ăn trộm lấy á. Hoặc là con nó lên ngủ thì có bật quạt nhưng mà em vẫn lo, em cứ kêu là lên đốt nhang mũi cho con đi. Thế thì từ từ đi, có cái quạt rồi sợ gì mũi nữa. Từ từ đi. Dạ. Toàn là hẹn không à. Hẹn à. Vậy còn em? Thì nói chung thì đàn ông mình mà anh, bởi vì khi mà người phụ nữ kế bên mình mà có những cái việc hay những cái gì mà khi nào cũng cằn nhằn càm ràm á, làm cho con người mình rất là bực bội. Có nghĩa là em thấy vợ em là có cái tật hay càm ràm đó. Em thí dụ bây giờ em càm ràm em sao? Thì giống như cái việc mà dắt xe vô thì em hỏi chị với mình mới có 9:30 10 giờ, mình muốn cái nhà cửa ngồi không khí trời nó vô nó mát. Em mới nói chứ cứ từ từ đi em, trước khi đi ngủ cũng dắt vô thôi, anh ngồi trước đây luôn mà, cái xe cắt chưa tới với tay là đã tới rồi. Rồi dắt xe vô đi chứ ngồi đó ngồi nó hồi cái gì quên bây giờ. Rồi quay lưng đi ở ngoài nó tiễn đi luôn bây giờ. Cứ vậy luôn. Nếu mà cứ ngồi cái kiểu đó hoài mà ngủ gục lớn quá là có người vô tiễn xe thôi. Có bao giờ em quên chưa? Dạ chưa. Ờ, có nghĩa là không có làm liền nhưng mà vẫn làm đúng không? Dạ. Thôi thì cũng được em. Cũng không đến nỗi. Còn cầm ràm nhiều lần không? Chừng nào nhiều lắm chị, nói chung nhiều việc, nói chung nhưng mà nhiều việc hay là một việc mà nhiều lần nó khác nhau à nha. Nhiều một việc mà cũng nhiều lần nữa. Nha, yeah, không lẽ em lặp đi lặp lại như là dắt đĩa hả? Anh ơi dắt xe đi, không dắt xe em chồng nó lấy. Anh ơi dắt xe đi, không dắt xe đi. Cái đó mới là cái đó là mệt lắm luôn á. Hầu như tối nào em cũng nói câu đó. Bởi vì em lo xa đó. Anh nghĩ là em cũng nên mỗi tối thay vì để cho vợ được cầm ràm nữa, thôi mình dẫn cái xe vô đi rồi mình ra mình ngồi tiếp tục, đúng không chị? Đúng rồi, dắt cho rồi đi. Nhà mà còn em cũng bớt nóng tính đi. Nhưng mà nóng sao? Đập tay vô tường á chị, có thẹo rồi chị. Vậy hả? Bây giờ giảm nhiều rồi. Có nghĩa là mỗi người sẽ bớt một chút xíu. Em thì bớt cầm ràm,
ông này thì bớt đập tay vào tường để cho hai vợ chồng hoàn hảo hơn. Dạ. Mỗi người nhịn một chút xíu. Dạ. Thực ra thì rất mong là sau cái chương trình này á, tụi em sẽ hiểu nhau hơn nè, yêu thương nhau hơn nè, mỗi người nhường nhịn nhau một chút. Dạ. Rất cảm ơn tụi em đã tham gia cái chương trình. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Trường Giang, năm nay em 23 tuổi và em đang làm thiết kế cho một công ty quảng cáo. Rồi, còn em? Em tên là Cẩm Tiên, em là kế toán, năm nay em 23 tuổi. Ồ, toàn là những tên nghệ sĩ quá. Trường Giang và Cẩm Tiên. Bên Hà, bên cải lương đó. Dạ. Em biết hát cải lương không? Dạ biết. Hát một câu được không? Dạ được. Bye. Cái cách giọng này là giọng hay là giọng đó, giọng cải lương đó. Em hát một câu của bài Lá Chầu Xanh. Cho một tràng pháo tay nữa để Lá Chầu Xanh xuất hiện. À. Thương nhau cao bồ làm đôi mình, một lá chầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều về tan buổi chờ, em chờ hoài giống tiếng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nở, thì một lá chầu xanh cũng nên dở nên chồng. Trời ơi, tuyệt vời quá. Nhớ nghe nè, hai bạn còn quá trẻ như vậy. Vậy thì lần đầu tiên các bạn gặp nhau lúc đó mấy tuổi? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là năm đó năm lớp 10. Tụi em biết nhau nhưng mà học khác lớp. Em là đội cờ đỏ, em ghét chồng em lắm. Tại vì chồng em là mang tiếng là lì nhất trong lớp, nói chung là quậy quá nhất trong lớp đó, nên em ghét lắm. Chọc người này chọc người kia cho nói chuyện rồi em phải ghi vô sổ. Ấn tượng của em rất là xấu. Rồi, em có biết là bạn này hồi đó là bạn ghét em không? Em không biết là có ghét hay không, nhưng mà em bản thân em thì em rất là ghét những cái người như vậy. Thường em bị mời phụ huynh là do những cái người như vậy thôi. Hai nhỏ ghét nhau tới lớp mấy thì hết ghét? Tới lớp 11 á, hai đứa học chung. Nên lúc đó là trong lớp á thì bầu em là phó trật tự. Rồi người này là ngày nào cũng vô sổ hết. Là hai cho em chung tổ á, là em người này à, ngồi bạn nhất, em ngồi bạn thứ ba. Mà người này cứ xuống bạn thứ tư ngồi hoài luôn. Giơ cái chân lên để chọc em á. Lúc đó em đang viết bài mà hở ra chọc em là cái cây viết á. Rồi em cứ đâm tới, đâm cái chân á, ngày nào máu cũng đổ hết. Trời dạ, cũng không tỏ. Coi như là em thù từ năm lớp 9 đó đúng không? Dạ, qua tới lớp 11 gặp dạ lại rồi. Em nghĩ là người ta nói đúng là ghét của nào mà trời cho của đó là như vậy. Rồi em xuống cái bàn thứ tư là em cố tình mà em chọc. Dạ đúng rồi. Nhỏ này đúng không? Em nói chung là em đi học là em không có sợ cái gì hết, cho nên là sắp em ngồi vậy thôi, còn em ngồi đâu em muốn làm gì là làm. Trời ơi, trời ơi, trời. Còn cái chuyện nó kéo dài đến bao lâu thì từ ghét chuyển sang yêu đó. Đầu năm lớp 12 là tụi em quen nhau. Đó. Ai chủ động tỏ tình? Chồng em là người tỏ tình. Tỏ tình sao? Mà nói chung là cảm động là lúc đó là tụi em học thêm và bữa đó là trời mưa nên thầy đã dặn nghỉ nên không có học thêm. Em cũng có tính là chồng em đã biết rồi. Rồi qua bữa sau chồng em nói nghỉ học mà không nói cho chồng em biết, là để chồng em dầm mưa dầm nắng đứng chờ em. Nên em cảm thấy là tội nghiệp, giống như có một người nào đó mà đã làm vậy đối với mình đó, mình thấy tội nghiệp nên động. Em dạ cảm động nên em chấp nhận là quen luôn á. Nhưng mà thật sự khi nào mà quen nhau rồi em mới biết là chồng em nói láo em. Ủa mà sao em biết là ông nói láo? Em từ hỏi dạ, với lại lúc đó là em có tình cờ là cũng không có hỏi thầy nữa, nhưng mà sau này khi tụi em ra trường rồi đó, cái nhắc lại kỷ niệm đồ cũ á, cái thầy mới nói là lúc đó là thầy đã dặn hết luôn rồi, tại vì học thêm là chỉ có 4-5 người à, là thầy đã dặn hết, có số điện thoại là thầy đã điện hết. Nhưng sau này nói lại với chồng em là chồng em đính. Vậy tại vì chồng em đang nói láo quá. Rồi lúc đó thì sao? Dạ tại vì hai đứa ở hai cái đường khác nhau, đi đến một cái ngã ba, rồi ngã ba nó mới đi thẳng để tới cái chỗ học. Cho nên là em nói là hôm đó cũng là trời mưa, cho nên em nói là em đứng dầm mưa em chờ hoài mà chờ hoài không thấy luôn. Mà thật sự em ở nhà em rất mệt, em ngủ. em chỉ nghĩ là nói chơi vậy thôi mà thật sự là em đâu biết là vợ em tin thiệt. Rồi hai đứa yêu nhau được mấy năm ta? Hơn 6 năm. Hơn 6 năm. Tại 3 năm phổ thông với lại em, tụi em học cao đẳng 3 năm nữa. Mối tình của tuổi mới nhến á. Dạ. Chắc là có nhiều chuyện thú vị lắm đúng không? Dạ. Chia tay mấy lần? Tụi em chia tay chỉ có một lần à. À. Mà trong thời gian là 2 tháng. Chia tay là lý do gì? Kể đi. Lúc học cao đẳng là tụi em cùng học ở Vĩnh Long, nhưng mà trường của tụi em là khác, là khoảng cỡ 15 cây số mới tới. Em ít xuống chồng em lắm, là tại vì cuối tuần em mới xuống làm đồ ăn cho chồng em. Xong rồi cái bữa đó là cuối tuần em xuống, tình cờ em lục những cái tập vở của chồng em á, cái em phát hiện là có tấm thư mà chồng em với cái người trong lớp học cao đẳng á, hai người viết qua rồi, lại. Thơ quá. Dạ đúng rồi, hai người gù ghí qua lại hẹn hò đồ này nọ. Lúc đó em tức lắm, giống như là máu em muốn nổi lên vậy đó. Nói chung là nổi xung thiên lên rồi, bắt buộc chồng em giải thích. Cái chồng em mới nói đâu có gì đâu à, tại lúc đó là chồng em làm lớp trưởng, đa số là gái trong lớp là phải để ý. Đó. Dạ đúng rồi, ngưỡng mộ. Để hỏi này, lúc mà vợ em lên cơn á, nổi máu điên lên, lúc đó vợ em làm cái gì? Dạ nói chung là đập đồ, tập vỡ rồi xé làm ghê dữ lắm. Có đập em không? Dạ không, em chạy, em bỏ chạy.
Lâu lâu có người đứng ở đó rồi canh rồi nói hết rồi thì thôi trở lại chạy. Cái lần đó là lần nặng nhất hay là còn lần nào đó? Dạ còn một lần đó dạ, là tụi em ra trường xong rồi lúc đó là tụi em chưa có việc làm, cha với mẹ của chồng em bây giờ là đang làm ở Bình Dương. Cái chồng em đã cũng có xin với cha với mẹ em á là lên chảnh để ở với cha với mẹ chảnh làm. Lúc đó là chồng em ở phòng trọ số 8, là có cái người gái để là ở phòng trọ số 1. Chồng em cứ để ý người đó không mà em chẳng biết. Khi mà lên nó nghe những cái người phòng trọ đó nói là lúc lễ chồng mày không có về, chồng mày vô phòng nhỏ nó đóng cửa lại không. Vô trong đó làm cái gì gái mau? Không, thật sự thì lúc đó là do gia đình em cũng có một số chuyện mà em nghĩ nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chuyện của hai đứa em. Thậm chí là không có thể đến cưới hỏi nữa, không có thể đi xa hơn được nữa. Cho nên là nếu mà nói chia tay thì với cái tính cách của vợ em thì chắc chắn là vợ em không có chịu. Cho nên là em mới nghĩ ra là phải làm giống như trong phim vậy, phải làm một cái cảnh mà cho vợ em cảm thấy giống như thật vậy đó. Em phải quen người gái khác, thậm chí là vô phòng rồi đóng cửa lại làm em làm để cho nhiều người ở trong nhà trọ đó có thể thấy mà gọi là làm nhân chứng đó. Ừ, làm nhân chứng. Dạ, để cho vợ em tin á, rồi vợ em mới chịu. Lần đó là tụi em chia tay luôn á. 2 tháng xong rồi người này quay về xin lỗi em. Lúc mà em nghe nói ở trong phòng của người con gái đó là em xử lý làm sao? Là lúc đó là em cũng không chưa có tin nữa. Nhưng mà chiều bữa đó là em chuẩn bị em đi làm rồi, cái chồng em ngủ bên phòng kế bên á, cái em thấy điện thoại chồng em nó có tin nhắn tới. Cái em mới đọc được rằng á là trời mưa rồi anh qua đón em đi. Rồi lúc đó em làm gì? Em đưa điện thoại cho cha với mẹ coi liền. Xong rồi em qua vậy em lôi đầu vậy, chồng em cũng không trả lời. Lúc đó là trời mưa tầm tã vậy đó, là chồng em mặc áo mưa chạy xe đi, chạy mà em cố gắng em chạy xe mà chạy không có kịp. Sau cái em biết công ty của mấy người đó, em chạy qua là thấy chồng em đang dầm mưa trước công ty để chờ người đó. Là em thấy buồn mà tức lắm, đau lắm mà không biết nói làm sao. Tại vì từ đó giờ quen mấy năm mà chồng em chẳng làm gì vậy đối với em, chẳng đưa rước em như vậy đâu. Mà giờ đối với người khác mà chồng em làm vậy rất là buồn. Trời, đau lắm. Dạ, em chạy lại em nói anh đối xử với em như vậy anh coi được hả? Hồi đó giờ anh có làm với em như vậy không mà giờ anh làm như vậy. Rồi là em chạy thẳng về nhà. Nhưng mà thật sự em đi như vậy thôi, để đi cho có thôi, chứ thật sự người ta đi người ta cũng có xe riêng rồi. Cho nên em chỉ đi như vậy để cho nhiều người thấy là có đi như vậy, trời mưa vẫn dầm mưa để đi như vậy thôi. Không có gì hết. Thế nhưng mà rồi nghĩ sao mà 2 tháng sau rồi em lên em xin lỗi? Cái việc của gia đình em á là đã cố gắng để giải quyết xong rồi, nó ổn định rồi, cho nên em mới về là xin lỗi vợ em. Tại vì lúc đó là cảm thấy là không thể sống thiếu nhau. Thì lúc đó chồng em nói với em lý do gì mà lúc đó là em cũng không có muốn tha thứ đâu, nhưng mà em lâu lâu em cũng có điện về hỏi thăm mẹ. Cái em mới hỏi với mẹ là mẹ thấy cái bóp của Giang còn hình con không? Cái mẹ mới nói là nó buồn lắm, hình vẫn còn, lâu lâu quá cứ lấy hình ra dơ vậy nè, dơ nhìn qua nhìn lại hoài mà buồn hiu à. Cái mẹ nói là nó nhớ con lắm. Rồi mình suy nghĩ lại giờ mình cũng thương quá trời rồi. Sau lần đó là lấy nhau luôn hả? Dạ, xong rồi tụi em cũng khoảng cỡ năm mấy á, tụi em mới cưới. Rồi về ở với nhau vậy thấy sao? Chưa cưới á, cái gì cũng được hết á. Có gia đình rồi mới biết được rằng là chồng em thấy có cái tánh khác. Lúc mà mới cưới xong em á thì lại thất nghiệp. Rồi chồng em mới nói là em cứ ở nhà ăn không rồi gọi không à, không có làm việc phụ chồng em. Nhưng mà em vẫn đi kiếm rồi nhưng mà nó chưa có phù hợp. Mà chồng em hiểu mà cứ chồng em. Rồi mỗi lần vậy thì sao? Tức lên. Dạ, em phải tức chứ. Dạ tức, tại tánh em nóng lắm, tức lên là hai vợ chồng phải cãi. Cãi dạ, rồi, cãi thì không? Cãi qua lại. Đập đồ xong rồi cứ mày tao suốt luôn. Hả? Dạ. Mày tao luôn hả? Tự biết mà. Lại cái thợ học sinh cũng đã kêu là mày tao quen rồi cho nên là bây giờ không sửa được. Lúc đó cô giận cô chửi sao đâu vậy? Em không nhớ, em nói chung là đa phần là em sợ lắm. Mỗi lần cái lỗi không bao giờ không có chạy nữa nhưng mà ngồi giống như là úp mặt vô tường để nghe thôi. Dạ. Trong khi đó tức là cái gây lộn là do em bị cái gánh nặng em giữ quá đúng dạ. không? Một mình em đi làm mà phải lo hết. Ví dụ như tiền nhà ăn xài các thứ hoặc là đi chơi không đủ. Với lại thêm một phần nữa là em rất là sĩ diện với gia đình em. Trước khi cưới là em nói với gia đình em là em cưới vợ xong đi làm phải là có dư nữa. Cho nên rất là bực bội em. Áp lực không muốn về nhà. Là cứ về là phải gây đúng không? Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, hiện tại bây giờ dạ, thì hiện sao? Hiện tại bây giờ thì tụi em rất là ổn. Bây giờ vợ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Quan tâm em nhiều hơn. Là bớt nhằn em đi. Em biết là những lúc em nói sai thì em sẽ cố gắng sửa đổi. Giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Cái cách nói chuyện với vợ chồng nó phải ngọt ngào, đặc biệt là không được nói mày tao nữa. Hồi nãy khi mới lên đây thì em có hát một cái bài, cái giọng em nó ngọt lắm. Nếu hỏi em tại sao mà thương vợ em đến đi cưới là thật sự một nửa trái tim em là bị chinh phục bởi cái giọng hát. Ồ, đó. Bây giờ mình đã chinh phục được nửa trái tim bằng cái giọng hát ngọt ngào rồi. Bây giờ mình dùng lời nói ngọt ngào lấy nốt phần trái tim còn lại đi cưng. Chắc luôn á. Nha. Dạ. Đó thì tụi em chỉ có nhiêu đó thôi. Chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự điều tiết được cái cuộc sống của mình. Rồi xin cảm ơn hai đứa. Dạ em cảm ơn chị. Chào hai em. Can you speak Vietnamese? Chúc chúc. Chúc chúc chúc. Chúc chúc chúc. 10. Thì nói được bao nhiêu? Tôi tên là German. À, rồi mời bạn giới thiệu về mình. You introduce yourself. My name is German.
Trời ơi, sorry, cái gì sorry. Vậy? Ok, làm lại cái nghe. Đứt. Alo, alo, rồi, alo. Alo. Alo, 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 alo. Có mà. Hết hồn. Alo, alo, alo. Có tiếng mà. Alo, alo, alo. 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 Đức Đức, test micro ấy. Alo, alo. Alo, alo. Ôi, bên nó bị, bên nó bị. Low battery. Low battery. Chúc đưa Đức biết hát một câu tiếng Nga. You can sing in Russian. No, it's just a little bit. Yes. Sing. Ta 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 ta. Rồi. Rasvita, Lia Proni Igrushi, Paplene, Tumano na Prikoi, Vyhadino na Bere Katyusha, 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 Ibiri na Krutoi. Còn không biết hát. Không biết hát, hát mới hay, mới dễ thương. Bè theo. Rồi. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. My name is German, but you can call me Toi Tên La Dick. 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 My Vietnamese name. Where you from? Where you from? I from Nga. Russian. From Nga. Russian. Russian. Yes. Yes. What's your job? My job now I'm model in Vietnam, but before I worked in tourism, a guide. History guide. Oh, tourist guide, huh? Yeah, for Russian people, I give history Vietnam in excursion. Yeah. Yeah. Ảnh là hướng dẫn du lịch ở Việt Nam được cũng được 4 năm rồi. Dạ, ảnh rất là rành về lịch sử Việt Nam luôn. Rất là ngưỡng mộ. Có nghe nói là ảnh là người mẫu nữa. Dạ, ảnh đang làm người mẫu chung với em. Người mẫu tự do. Ủa, Đức ơi, Đức là người Nga, sao Đức không lấy tên là Nga mà lấy tên là Đức Germany? Germany, no, just name. Just name. Tại vì ảnh tên là German, mà German dịch ra là Đức. Đức. German. Đức có biết hát một bài hát nhạc Nga nào không? Can you sing a song Russia? Yes. Okay. I think have same song Russian and Vietnamese. Okay. We can sing together. Okay. Hát cùng nhau. Okay. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Đây là tiếng Việt Nam dịch là tình ca. Tình Katyusha. Katyusha. Rồi, bây giờ tới em. Chưa hỏi là how old are you? Đức. I am 26 years old. Not 16. 26. Okay. 26. Dạ, yeah. 26 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. 26 tuổi. 26. Chắc lẽ là bị nhầm 16 tuổi hoài. Dạ, đúng rồi. Tại vì mọi người cứ nghĩ là ảnh còn trẻ hơn em. Nhìn rất là Nikolai á. Đúng rồi. Nikolai, chip chip. Dạ, dạ. Rồi, mời em. Dạ, thì trước tiên cho em xin phép là chắc là em xưng là anh chị cô đi. Chú. Dạ, tại vì... em còn nhỏ tuổi, em 21 tuổi. Dạ. Sao chừng dạ. Sao đâu cô chú được mà. Cô chú đi cho dễ dễ trò chuyện. Dạ, con tên là Thìn Bùi. Là tên Thìn, là Thìn. Con rồng. Năm nay con 21 tuổi, đang là diễn viên và người mẫu tự do. Tại vì công việc của con nên là khi mà con gặp ảnh là nói chung là hai người làm việc cùng nhau luôn và phát triển cùng nhau. Dạ. Nhưng mà tụi con gặp nhau là trong cái đội người mẫu đó hay là cơ duyên nào mà tụi con gặp được nhau? Dạ, một cái event hay sao? Dạ, là có một buổi hướng dẫn catwalk
và con là được mời tới để hướng dẫn cho các bạn Tây tập catwalk. Dạ thì đó cũng là cơ duyên. Các bạn Tây là nhiều bạn Tây hả? Dạ, từ các rồi. Nước lại hay là chỉ có nước Nga thôi? Dạ nhiều lắm, nhiều các nước lại. Thì lý do gì mà sao con lại quen với bạn này? Dạ chắc là mới đầu á con cũng không muốn đi đâu. Ảnh cũng vậy nữa, ảnh là người tới trễ nhất cái buổi catwalk đó luôn. Nhưng mà chắc là có lực hút hay sao á, con cũng nhận lời xong rồi tới đó. Xong rồi con nghĩ là ảnh có bạn gái rồi, bởi vì ảnh có đi theo một chị nữa, chị đó cũng là người Nga luôn và hai người rất là đẹp đôi. Thì con chỉ tới với lại cái vai trò là người hướng dẫn catwalk thôi. Thì nếu mà bạn đó đi sai hay cái gì đó thì con chỉ la thôi. Con cũng không có tình cảm với bạn đó nữa. Thì con nhìn cái vẻ ấn tượng lần đầu á thì cũng được, được. Cũng handsome hả? Mặt baby. Dạ. Có phải gu của con không? Chắc cũng chút chút. Chút chút. Dạ tại vì con cũng không có tiêu chuẩn nữa. Nên là con thấy đẹp trai con cũng khoái. Dạ. Xong rồi con thấy ảnh cao, ảnh cao 1m88 lận. Đó cũng là một chiều cao lý tưởng. Thì hai người hướng dẫn qua lại xong rồi kết thúc cái buổi đó thôi. Nhưng mà sau đó thì con có chụp hình với lại cái chị Nga đó. Thì cái chị đó mới đăng lên mạng. Thì đó cũng là cái cơ duyên để ảnh kết bạn với con. Thì mới nói chuyện, mới hóa ra là à hai người đó không phải là người yêu với nhau. Thì con cũng thấy là có mình cơ hội. Dạ có cơ hội để tiếp cận. Thì rồi sau đó chút nữa kể. Dạ. À, bây giờ phải hỏi Đức nè. Cái lần đầu tiên mà the first time Đức nhìn, Đức gặp cô gái này thì Đức có ấn tượng gì về cô? Yes, I remember this day. It was model training. I remember so white teeth, really white teeth. I am blinding. I cannot see. Why? I never see white teeth like this. Yeah. But actually, I look at her. How I need to walk on the catwalk. I look at her because she walks so beautiful and so confident. Yeah. I like it. So professional. Yeah, anh nói là cái ấn tượng đầu tiên gặp con á là con có hàm răng trắng quá. Lúc đó là con cũng mặc cái bộ đồ đen hết á. Thì khi mà nhìn vô con là có mỗi hàm răng con là trắng quá. Thì anh nói là anh nhìn con xuống luôn, bởi vì con đi catwalk rất là tự tin và rất là đẹp. Thì con cũng có một cái bí mật mà muốn nói cho cô chú biết là con đã biết trước là sẽ gặp ảnh luôn. Bởi vì con mới vừa làm răng về luôn. Và khi mà làm răng liên quan đến vẻ đẹp của mình á, con hay đi coi bói. Thì lúc đó thì cái thầy bói mới nói là ờ, con nên làm răng đi. Con làm xong á là con gặp được cái người á phù hợp với con lắm. Hai người rất là đẹp đôi luôn. Thì con cũng nghĩ là nửa tin nửa không thôi. Tại vì con muốn làm răng là con không biết là con có hợp hay không thôi. Nhưng mà khi mà làm răng xong á là tới cái buổi catwalk đó là gặp ảnh luôn. Mà ảnh lại ấn tượng cái răng mới ghê chứ. Dạ cái điều đó con mới biết, con mới suy nghĩ là ồ vậy là cái này là cơ duyên thiệt. Cái bà thầy coi đúng. Gọi là gì, là duyên tiền định đó. Là thông qua cái hàm răng. Ngày giờ làm răng và coi như là nghe là bà thầy. Bà thầy đã linh nữa nghe. Ừ không mà cũng đúng chứ bộ. Tại vì bạn này là bạn ấn tượng liền cái hàm răng. Rồi đến nụ cười. Đúng rồi. Liên quan đến vấn đề mà gọi là thiết kế nụ cười đó. Rồi bao lâu thì các bạn mới hẹn hò với nhau? Kể từ sau cái buổi gặp nhau lần đầu tiên. Chắc là nhanh lắm luôn á. Tại vì nói chuyện xong là ngày mai gặp liền luôn. Ảnh tại cũng... vì về là có Facebook đúng không? Dạ đúng rồi. Ảnh cũng mới vừa lên Sài Gòn. Tại vì ảnh làm ở Nha Trang. Thì cái ảnh lên ảnh mới nói là ảnh mới viện cớ là ờ, tôi không có biết gì về Việt Nam hết, Sài Gòn tôi không rành. Nói tiếng Việt luôn? À không, tiếng Anh. Thì con dịch ra như vậy. Thì bạn có thể chỉ cho tôi Sài Gòn có gì đặc sắc không? Thì con mới, con là Sài Gòn chính gốc luôn, con biết rất nhiều chỗ. Con nói là vậy thôi, mai gặp luôn đi. Tôi sẽ chỉ cho bạn. Rồi mai, cái ảnh chạy cái chiếc xe tay cũ. Do you understand what I say? Okay. Đức có nói được tiếng Việt không? Đức nói đi dễ thương lắm. Can you speak Vietnamese a little bit? Maybe cute. Try. Đức có nhớ chiếc xe máy lúc đó không? Do you remember motorbike you use? I know only Vietnam. Vietnamese. Nói Việt Nam, nói bằng tiếng Việt Nam. Okay. What I need to say? Xe. Maybe xe. Just hello. Đẹp. Chào. Xin chào. Đẹp quá.
I know my girlfriend Tin Bui say so many times kì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Kì vậy? Tức là bạn chỉ biết được một vài từ thôi đúng không? Dạ. Cái câu thì chưa biết nhiều lắm. Bạn có hiểu nhưng mà bạn sẽ không có nói dài dòng được. Tiếng Việt mình khó lắm. Dạ, em ơi, rất khó luôn. Bạn đang cố gắng học. Dạ. Rồi, cái lúc đó là anh chạy một chiếc xe cổ hả? Dạ, cái xe chiếc Vespa sao? Suzuki. Suzuki cổ. Rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi lúc phải, đó tới chở em. Dạ, phải đạp mới lên máy mới vô ra lên được. Thì ảnh mới tới gặp con thì ảnh lúc đó em gặp ảnh thì em thấy sao? Cái dạ, rất là ngầu luôn tại vì nhìn cổ á. Dạ, ảnh mặc đồ khá là đơn giản và chạy cái xe thì ảnh cũng cao á, nên là nhìn cũng khá là ấn tượng. Cảm tình hơn nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, sao nữa nè? Dạ, thì lúc mà con lên xe á, thì ảnh mới kêu là ôm ảnh đi. Con mới nghĩ là, ủa sao người nước ngoài dễ dãi quá vậy? Con không có dễ dãi như vậy, con mới nói là, no, thank you, no. Thì ảnh mới đạp số, vô ga thiệt mạnh luôn, là con xém té luôn, là con quán tính con chỉ biết ôm ảnh thôi. Trời, con mới tim đập thình thịch luôn. Con mới nghĩ là you have plan. Ảnh có kế hoạch. Có kế hoạch. Are you okay? Because my bike so crazy sometimes. Yeah, it's not my plan. It's not my plan. I don't believe. Tức là ông nói cái xe của ông nó crazy, nó điên điên khùng khùng vậy thôi chứ ông không có kế hoạch nhưng mà chị không có tin. Chị chắc chắn con trai Việt Nam cũng vậy á đó. Yeah, the same the giờ là Việt Nam. Cái gì Việt Vietnamese man. She have plan the same you. Oh. Motorcycle. His motorcycle. Oh. Yes. No. His no. wife. Oh. Job up om. Hiểu chưa? Oh, it's no. cool. You don't believe. Yeah. You don't believe her. Yeah. I understand. Yeah. I understand you. Rồi yeah. Sao nữa nè? Tại vì bây giờ con thấy ảnh cũng chạy cái xe đó nhưng mà nó đâu có bị đúng không? Đâu có bị đâu. Sao cái lần đầu quá mạnh vậy ta? Vậy là trời xui đất khiến thôi. Dạ. Khiến thôi. Dạ. Khiến những kế hoạch rõ ràng. Em cùng hồi đó em cua vợ em cũng vậy. Em cứ lựa ổ gà em phóng vô rồi em rồ máy liền để cho người ta phải ôm em. Không phải nó khiến đó chị ơi, khiến cái trời gì? Khiến. Dạ. Rồi sao cái bữa đó là đi đâu nè? Dạ, đi vòng vòng Sài Gòn. Nhưng mà với cái lúc đó là con là cái tâm trạng của con là bây giờ sẽ đi đây. Con sẽ chỉ ảnh. Nhưng mà ngược lại tự nhiên cái ảnh dẫn đường. Cái ảnh chỉ con. Cái ảnh mới nói là tôi đi ở đây rồi nè, tôi làm ở đây rồi nè. Quá trời chỗ luôn. Con mới kêu là như ông biết hết á, phải không? Đúng rồi. Thì ảnh là hướng dẫn viên du lịch 4 năm ở đây rồi. Mà ông làm bộ làm tịch ông, bởi có plan hết. Thì cô nghĩ là có plan hết rồi. Đúng rồi. Thì con mới khá là bất ngờ. Ủa tại sao anh biết hết mà anh còn hỏi em nữa? Mà anh còn nói lịch sử Việt Nam còn rành hơn em nữa. Ảnh rất là ngưỡng mộ người Việt Nam thời đó. Nên là ảnh nói với cái cảm xúc rất là dâng trào luôn. Anh xong rồi con cũng thấy wow, có một người á mà rất là thích lịch sử Việt Nam của mình mà lại hướng dẫn mình như vậy nữa, là giống như là người ta quan tâm đến cái việc mà trao dồi kinh nghiệm chứ không phải là dẫn mình đi chơi mấy cái chỗ mà câu lạc bộ này nọ không. Thì cũng có gặp nhau được hơn 2 tiếng thôi. Cái thời gian đó không biết là nó có dài không nhưng mà ảnh mới nói là ôi bây giờ gần 9 giờ rồi, trễ quá rồi. Anh phải đi về. Còn nếu mà em muốn gặp anh nữa thì ngày mai mình gặp tiếp. Nếu mà một ngày dài mà mình gặp nhau lâu quá thì chắc chắn là con nghĩ là thôi chắc là lâu lâu mình gặp một lần. Không, tự nhiên ảnh nói câu đó là anh là em biết là con biết là ngày mai muốn gặp nữa đúng không? Ok, thì thôi ngày mai gặp tiếp. Rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Là bồ đó. Đã. Con cũng khá là bất ngờ là cái thời gian á khi mà tìm hiểu nhau rồi tới với nhau nó đều là tự nhiên hết luôn. Lâu lâu con lại hỏi là ủa tại sao ảnh không hỏi là có muốn làm bạn gái anh không, ảnh không hỏi gì hết, tất cả mọi thứ là tự nhiên tới. Xong rồi yêu nhau rồi từ từ qua chơi vài ngày, cái từ từ cái dọn đồ qua ở luôn. Ai dọn đồ qua? Con dọn qua ở, tại vì lâu lâu cái qua xong rồi đem một hai bộ đồ, cái xong rồi từ từ cái con thấy ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà ảnh hết trơn. Thì tại vì con từ từ con dọn qua cái xong con mới nói mình không có biết thời gian mình quen nhau là khi nào luôn. Thì ảnh mới nói với con là ảnh thấy cái điều chắc chắn ở cả hai rồi, và ảnh thấy điều đó rất là tự nhiên luôn. Ảnh không muốn hỏi bởi vì người nước ngoài á, họ thấy chắc chắn thì họ sẽ coi người đó là quan trọng luôn. Còn chỉ có người nào mà không chắc chắn mới hỏi thôi. Thì con cũng thấy
lạ. Mà thôi, đúng thiệt là mình cũng đã mở lòng với ảnh rồi. Và từ từ mình cảm thấy hai người cũng hợp. Nên là không có ngày kỷ niệm, nhưng mà tụi con đối với nhau là mỗi ngày trôi qua thì cũng là ngày kỷ niệm, ngày hạnh phúc rồi. Coi như là tụi con đến với nhau nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên. Nó giống như là mọi thứ nó sắp đặt an bài hết rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Đức, ông hỏi Đức chút xíu nè. Đức, you talk about Vietnam food. Do you like Vietnam history? Oh, about Vietnam food? Yes, I had I have one story about the first date. Thinh Bui, she did. Thinh Bui, she decide to cook for me something. Con nấu hả? Con nấu cho cho. Yeah, dinner, dinner. And she asked me what I like, and I say my favorite Vietnamese food, pho gà. Gà. Yeah. Phở gà. Soup, phở gà. Soup noodles. Yeah. Why it's so funny? Because she never cooked before pho gà. Phở gà. For her it's really a challenge because need so many ingredients. And we go together to the supermarket and buy so many ingredients. But later I like it. Yeah, so delicious. She can cook. Yeah. It's for me, I mean for men, it's so important when girl can cook. But most important when girl can try and study, because she don't know. It's so important, but she try and study. Dạ, ảnh nói là ảnh rất là thích ăn phở gà. Thì con có ngỏ lời là muốn nấu cho ảnh món Việt. Thì mới đầu là con định nấu nuôi sườn rau củ thôi, tại vì bố con có dạy con làm cái món đó. Thì tự nhiên hai tụi con đang đi siêu thị, cái ảnh mới nói là không thịt heo, không. Ảnh chỉ thích ăn thịt gà thôi. Ảnh mới nói là tôi rất là thích ăn phở gà. Thì con mới không biết nấu. Không biết nấu. Chết bà rồi. Bà đâu có dạy đúng không? Tự nhiên cái mình lại nói là mình biết nấu mọi thứ luôn, mà cái ảnh chuyển vào đúng cái món truyền thống mà Việt Nam mình là phở. Là phải ảnh rất là thích cái món đó và thường xuyên ăn cái món đó luôn. Nhưng mà con cũng tự tin lắm, con nói là dễ ẹt. Trời ơi, quá dễ luôn. Bây giờ em rất là bận rộn đi tìm mấy cái nguyên liệu mua á, nên là anh đợi em xíu nha. Thì con mới mở điện thoại ra, con search Google để xem những nguyên liệu làm phở gà. Gì đó. Để đi mua. Con run mà con chảy mồ hôi đầm đìa luôn. Nhưng mà ở trong siêu thị là có đủ hết nên cũng yên tâm. Con mua hết tất cả mọi thứ xong rồi, đi về nhà ảnh thì con mới nói công thức gia truyền, anh lên phòng khách ngồi đi. Em phải chú tâm làm mới mới ngon được. Thì anh lên phòng khách ngồi. Mở Google cái... tiếp. Con lên con mở Google tiếp. Nhưng mà bây giờ là YouTube cũng có nhiều cách nấu á, nên là cũng dễ á con. Thì con cũng coi xong mà nấu từng bước từng bước. Mà con cũng là người rất là khó ăn, nên là cuối cùng cũng ra một tô phở gà mà đậm đặc luôn, đặc biệt luôn, ngon lành luôn. Dạ. Mà bạn thích ăn chả giò không? Chả giò ảnh cũng khó ăn lắm. Vậy mấy cái đó thì ảnh chưa có thử. Nước mắm có biết ăn không? Không luôn. Quen người nước ngoài á là có một cái khó khăn nhất á là trong việc ăn uống. Ảnh không ăn thịt heo, hạn chế thịt bò, không ăn nước mắm, mắm tôm hay là các loại các mà thức ăn nặng mùi. Chỉ đặc biệt thích là rau củ thôi, mà nhất là những cái rau củ mà ảnh hay ăn thôi. Không bỏ đường, không nêm quá mặn. Rất là gọi là cái healthy đó, quá healthy luôn á. Ảnh rất là quan trọng sức khỏe, nên là ảnh là người mẫu nữa mà. Dạ đúng rồi, ảnh nói là ăn thịt động vật á thì nó bị stress. Nên là ảnh không muốn ăn nhiều. Có thì cũng lâu lâu ăn thịt gà, đó là phở gà ảnh thích. Thì từ khi quen ảnh thì con cũng khá là khó chịu cái việc đó. Tại vì con là người Việt, con ăn món Việt quen rồi, mà người Việt của mình á lại có nhiều cái cách nấu mặn ngọt, nhiều mà nêm miền nếm nữa. Chủ yếu là gia vị đó. Dạ đúng đó, rồi. Đúng không? Dạ. Đó, nhờ gì con cứ lén đi ra ngoài ăn với bạn bè đồ này kia không? Dạ không luôn, tại vì con ở với ảnh luôn nên là ăn uống chung với nhau, nên là con coi như là con bị quen rồi, đúng không? Con sống ở Việt Nam mà con không được ăn đồ đúng nghĩa Việt Nam luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, có thì những cái món như là bò kho, phở gà thì con hay nấu. Nhưng mà những cái món mà liên quan đến thịt heo, nước mắm là con
không nấu là con luôn. Không được ăn luôn dạ, đó. Nguyên như bún đậu mắm tôm là vĩnh viễn con không bao giờ được ăn nữa. Từ bỏ nó luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ kể từ cái việc trong cái món ăn của con thay đổi. Vậy thì trong cái đời sống của con có thay đổi kể từ khi con về sống chung với anh không? Dạ phải nói là thay đổi chóng mặt luôn, hoàn toàn luôn, từ ăn uống cho tới cách sinh hoạt nữa. Tại vì khi mà mình đã quyết định quen người nước ngoài rồi thì họ sống rất là nguyên tắc. Dạ, đều có luật lệ hết. Nhưng mà những cái luật lệ đó khi mà con sống chung á, con lại thấy là hình như là rất là tốt cho bản thân mình. Với lại nó giúp mình trong sức khỏe, rồi trong cái tinh thần, rồi nói chung là có nhiều sự tích cực làm việc ổn hơn á. Thì con cũng từ từ thay đổi quen thay luôn. Thay đổi luôn. Dạ. Nay là hai đứa sống nhau được mấy bao lâu rồi? Dạ, hơn một năm thôi. Cũng mới nhưng mà thật sự là con rất là nể ảnh. Bởi vì con là một người khá là hòa đồng nên là hay thích đi chơi, ăn diện rồi cà phê với bạn bè chụp hình. Nhưng mà từ khi quen ảnh là con ở nhà, con giống như là trở thành một người vợ, một người nội trợ thật sự luôn. Nhưng mà con còn trẻ quá mà. Tự nhiên cái sáng thì 6-7 giờ sáng dậy là cùng ảnh tập thể dục, rồi đọc sách, rồi học thêm tiếng Anh. Rồi nói chung là đợt dịch 4 tháng vừa rồi á, nếu mà cặp vợ chồng á, mà ở chung lâu với nhau hoặc là bên cạnh nhau 24/24 á, thì sẽ lòi ra rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà ảnh cho con mỗi ngày mỗi cái thú vị khác nhau. Giống như mới tối hôm qua luôn, là trời đang mưa, nói chung là không có lớn, anh muốn chạy bộ, em phải chạy bộ với anh 1 tiếng đồng hồ, chạy bộ ngoài mưa vậy đó. Xong rồi cái lên sông hơi, có hồ bơi nữa, thì khoảng từng 45 phút, ảnh nói là trong cái thời gian mà giống như là nó khắc nghiệt á, nó mưa dạng ít người chạy, nhưng mà mình chạy xong á tự nhiên mình hạnh phúc, bởi vì mình vượt qua được điều đó. Xong rồi ảnh có cái thói quen là cứ hễ 10 phút xông hơi là phải chạy nhảy xuống hồ bơi liền 10 phút nữa, rồi xong lại lên lại vô cái phòng xông hơi, nóng là nóng luôn và lạnh là lạnh luôn. Thì ảnh có nói là ở bên Nga là người ta khi mà người ta hoạt động như vậy á, người ta rất là sợ vì mình sợ mình không có vượt qua được á, người ta hay lo lắng, nhưng mà khi mà người ta vượt qua được rồi thì mình lại cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. German, you say when you live in Russia, someone really like hot and then change cold, right? You like sauna 10 minutes and then you change one swimming pool 10 minutes, right? Yeah, yes. It's so popular activity in winter. First need sauna, maybe 20 minutes. And after you go swimming winter, but so cold, ice. For healthy. And after you so happy, so comfortable. Because first hot, after so cold. And your body comfortable. Look, you live here for 4 years. Yes, around 4 years. 4 years. Yeah. You miss your parents. Sorry? You miss your parents. Parents, yes, of course. But my mother 2 years ago come to Vietnam, and she live it in Nha Trang. Nha Trang. Yeah, and we met so many time when I worked in tourism. Yeah, but now, I wanna meet with my parents. Maybe soon we go with my girlfriend in Bui to the Russia. And I am introduced to my parents. Tụi con có định là về Nga ở không hay là ở đây? Bạn này là bạn ở thành phố nào? Dạ. Chắc là phải hỏi ảnh thôi, không nhớ rõ là where you live in Russia, what's the name city? Siberia. 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 Yeah. Oh, Siberia. Do you know Moscow? Around 5 hours by plane. 5 hours. Năm tiếng đồng hồ. From Moscow to my home, 5 hours. Ủa như vậy là tụi em là đã đăng ký kết hôn rồi. Dạ, đúng rồi. Đang trong quá trình làm giấy kết hôn, tại vì ảnh là người nước ngoài á, nên là có nhiều trục trặc mình cũng phải đợi nữa. Như vậy là ảnh đã ra mắt bên gia đình em chưa? Dạ rồi. Xong hết dạ, em cũng là... vậy luôn. Dạ, nói chung bây là bây giờ là chỉ kẹt cái đám cưới thôi, đúng dạ, không? Dạ đúng là chỉ tại vì dịch. Dạ đúng rồi. Là hai đứa là định ở đây có định là qua Nga sống không?
tụi con cũng không biết tương lai như thế nào nữa. Nói chung là thuận theo tự nhiên thôi. Nếu mà sống ở đây được á thì tụi con tiếp tục, còn không thì tụi con có thể di chuyển qua. Nhưng mà bố mẹ có đồng ý, bố mẹ của Đức á có đồng ý cho Đức gọi là phát triển ở đây không? Dạ có, tại vì người nước ngoài họ thoải mái lắm. Cái đó là dấu quyết định ở bản thân thôi, chứ không có khó khăn gì hết. Dạ. Rồi thôi bây giờ rồi, tới cái phần kia đi. Sao chị ơi, phần... em thấy nó bất ổn quá chị. Bất ổn. Tại nãy giờ thấy Thịnh á, thấy Thìn á, toàn là khen Đức không. Thì đó, bởi vì bây giờ mới hỏi nè. Càng ngày lúc ở với anh nó càng thấy rất là thích. Cái gì nãy cũng tốt hết trơn hết trọi. Rồi vậy là anh này có tật xấu gì không? Dạ cũng có, nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì cũng không hoàn toàn nữa. Mà bây giờ con muốn chuyển qua là cái tật nó lạ lùng. Lạ lùng đi. Là anh này á, nhìn thì 26 tuổi nhìn chững chạc lắm nha, nhưng mà khi mà về nhà rồi thì như một em bé vậy đó, như con nít vậy đó. Không, cái mặt cũng như nít vậy đó. Dạ đúng rồi, thì ở ngoài thì cũng tỏ vẻ là lãm, nhưng mà khi mà về nhà cái là giống như là con là chị để chăm em vậy đó. Thí dụ đi em thí dụ điển hình đi. Điển hình chắc là con sẽ hỏi ảnh để cho ảnh diễn tả luôn. Nếu mà ảnh không ngại, giống như là bây giờ mỗi lần mà con hung ảnh vậy đó, thì how did you react when I kissed you? Sometimes I'm cry. Can you react? But it's cry because I'm happy. Tự nhiên cái hung ảnh, cái ảnh miếu máu xong ảnh tự like nhiên cái kids, con like kids, yes, yes. Dạ xong mà lúc mà đòi ăn á thì chỉ vô bụng, hey, I wanna eat. Cái giọng á không còn như vậy nữa mà tự nhiên chuyển thành một con nít luôn. Sao reaction? Example. Actually yes. But when we go to market and in Bui so many times, can you buy for me? I want to eat like this. Can you buy for me coconut, chocolate? And empty, you? Empty. And yes, you? Yes, but I'm at home. And when you react, can you react when you hungry? I want to eat. Yeah. Xong rồi yeah, it's so funny. So funny. Dạ đúng rồi, tại like vì it. Khi mà nói chuyện với nhau á là không có nói chuyện bình thường nữa, mà tất cả mọi thứ luôn lúc nào cũng vậy hết, là bắt đầu chuyển thành giọng con nít luôn. Nhưng mà con lại thích, bởi vì chỉ có khi yêu thôi là người ta sẽ bộc lộ hết cái cảm xúc của người ta, có thể là người ta muốn mình trẻ hoài. Dạ thì lúc nào cũng nói cái giọng đó hết, nhưng mà con thấy dễ thương. Dạ với lại mình được làm chị. Dạ có gì lạ lùng nữa không? Dạ có. Chồng là... có ghen không? Có. Thôi ghen lắm một hả? Lần ghen mà em cảm thấy như là ơi, tại sao anh lại suy nghĩ nhiều quá. Tại vì lúc đó là bạn của em có rep story em là nhìn sexy quá. Thì ảnh em để điện thoại ở đó thôi, thì bạn em rep thì ảnh nhìn thấy ảnh mới im lặng. Thì em cũng nghĩ là bạn em trả lời thì thôi, tối hôm đó cũng đi ngủ. Xong tự nhiên cái ảnh lén lấy điện thoại em, bởi vì điện thoại của cả hai là đều biết password hết, không có che giấu gì hết. Thì ảnh mới lấy. Thì thà như người ta thì mình đi ra chỗ khác mình ngồi, thì mình muốn kiểm tra thì kiểm tra. Không, em đang ngủ, cái màn hình sáng trưng để trước mặt em luôn. Cái xong em bị nhói mắt quá, em mới mở mắt dậy. Thì mới thấy, ủa tại sao anh cầm điện thoại của em? Xong rồi em mới thấy ảnh dịch, xài Google dịch. Thì anh mới dịch cái câu đó ra, thì anh mới nói là tại sao em lại lén lút anh nói chuyện với một người như vậy, em muốn cái gì? Thì em mới nói là tại sao cái lúc mà anh thấy cái tin nhắn đó anh không nói chuyện với em luôn đi. Anh mới nói là thì tại vì anh không có biết chuyện gì xảy ra, nên là thôi, anh không muốn gây nhau. Nhưng mà ảnh vẫn hiểu lầm em, bởi vì cái đó cũng như là một cái lời khen, nhưng mà tại vì nhìn, hơi chào mời xíu đó, hơi có tính chất riêng tư xíu đó. Thì em mới nói là anh không tin em á, thì em sẽ nhắn tin ảnh hỏi bây giờ liền, ảnh còn online kìa. Là em nói là anh ơi, anh bạn trai em đang ghen nè. Xong mà ảnh mới nói là trời ơi, em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó. When you jealous or when you saw someone read my story, you look so sexy, you remember? Yeah. But he like you, not like me, okay? Okay. I chose you. Like you, not like her. Beautiful. Chỉ là cái chuyện đó thôi đúng không? Thôi coi như là chỉ có một cái tật là ghen thôi. Còn nhưng cái gì cũng dễ thương, cũng đáng yêu phải hết. Phải ghen chứ em, trời ơi, vợ xinh như thế nào không ghen sao được. Vợ xinh mà đẹp mà giỏi như vậy là phải ghen thôi. Bây giờ cưng hỏi đi, cưng hỏi Đức đi. Nói bây giờ em có cái tật xấu gì? Kể đi. Okay, what do you dislike me when we live together? Or maybe I'm jealous? Or maybe something? Okay.
usually it relate with food. Food. Yeah, because sometimes she eat Vietnamese food with strong smell. Strong smell là bánh bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Yes. Món đó là món khoái khẩu của các chị. Oh my God. You don't It's you don't so lie. Hard for me. I don't understand. And she likes to add so many sugar everywhere. Oh. Every time, every time I say chup chup sugar, chup chup, but so many every time. Coffee, tea, food. Oh. No. You don't like sugar? No, little bit. Mm. Sometimes. Mm-hmm. Not every day. Mm-hmm. Mm-hmm. When you remember, I'm chillous. When maybe you talk to another girl or you look picture another girl, and how I feel, you remember? Ah, yes. sometimes I scroll Facebook or and some girl, and I just text with my friend, and she pay attention. And who is it? Why you text with her? But I say it's just my friend. We worked before together. Oh. À, em ghen luôn. Vậy là con cũng ghen hả? Đúng không? Dạ. Con cũng ghen. Trời thần đất lỡ chứ đâu có thua gì ai. And when we dispute, misunderstanding, she gets angry. She starts speak Vietnamese a lot. Oh. But I don't understand. But blah 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 blah. actually, I'm really like because it's so cute. And after she gets angry more. Điên hơn. Dạ dạ dạ. Tại con nói tiếng Việt nhiều quá. Là gây lộn mà nghe tiếng Việt không? Dạ đúng rồi. Cái bất đồng ngôn ngữ là cũng từ đó luôn. Là khi mà mình giận dữ á, mình không có bộc lộ hết được tiếng Anh. Tiếng Việt nó làm cho mình giải tỏa được cơn giận á. Thì con hay nói tiếng Việt lắm. Xong rồi con nói hồi cái ảnh nhái lại. Ảnh nhái, how did you react when I speak too much Vietnamese? You remember when I talking? Yes, I say oh my donut. Some words. I remember around 5 words. Ki ai, tai oi, sao. And Homa. Dễ thương ha. Rồi giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì không? Dạ. Thì nếu mà nói về thay đổi thì tại vì ảnh có nhiều nguyên tắc mà tụi con có nói chuyện với nhau ngay từ đầu khi mà ở chung với nhau rồi á, nên là tụi con thay đổi luôn qua ngày hôm sau. Ảnh là cung Bạch Dương là thích tạo bất ngờ, còn con là xử nữ là linh hoạt thay đổi được. Nên là con cũng thấy đúng, tại vì ảnh nói ra ảnh không thích thì con sẽ thay đổi, giống như con ngược lại luôn, thì thay đổi nhanh lắm. Tụi con không có muốn bị bất đồng về văn hóa nữa đâu. Tại vì hai người đã biết là hai văn hóa khác nhau thì rất là khó trong cái việc mà sống chung. Nên là nếu mà nói thì con thích ảnh hiện tại và con không cần thay đổi gì hết. Thì thì đó, ảnh perfect quá rồi, thay đổi gì nữa đúng không? Dạ, có những cái tật xấu hoặc là tật lạ lùng nhưng mà con yêu rồi. Đáng yêu. Dạ, con cảm thấy nó trở thành cái điều đáng yêu luôn. Gia vị cuộc sống đáng yêu. Gia vị cuộc sống luôn đó em. Dạ. Rồi vậy giờ con hỏi đi, con nói Đức là muốn con thay đổi điều gì không? Do you want I change something? Actually no, I like her personality. Okay. Yeah. She changed I think enough for me. So comfortable and I love her. Who is she? I love her. Yeah. Okay. Vậy thôi, về chương trình chỉ biết chúc tụi con là sẽ hạnh phúc hơn như vậy nữa. Tụi con muốn có em bé chưa? Dạ, con cũng chưa có nghĩ tới từ đó. Tại vì hai tụi con đang muốn phát triển sự nghiệp cùng nhau á, nên là cũng muốn tập trung công việc trước. Đúng rồi, biết còn nhỏ mà, con còn nhỏ lắm, chưa cần thiết. Đúng không nè, thôi tụi con cứ enjoy cái cuộc sống này đi. Enjoy cái hạnh phúc này đi nha. Chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc, cũng may mắn. Good luck for you. Kết hợp với nhau thực hiện một cái dự án gì đó chung, chẳng hạn như là thực hiện một cái trường đào tạo người mẫu chẳng hạn. Dạ. Anh sẽ gửi con anh đi học. Dạ. Rồi, xin cảm ơn các em. Thank you very much.